Các bạn thân mến, bài học hôm nay tôi xin hướng dẫn tiếp các bạn à, từ vựng à, và cái phần học à, thành ngữ. À, phần thành ngữ hôm nay thì à, chúng ta có à, câu thành ngữ như sau. Hủa màu san trang, Ủa màu san trang, tức là thức ký đùng đùng. vào phần uh, câu chúng ta có câu như sau Xẻo duy pha sen tư chỉ tờ oán truy bây ti ti lung hoài lợ chi tứa của mau san trăng ở câu này có nghĩa là Ngọc phát hiện ra đồ chơi của mình bị em trai làm hỏng liền nổi giận đùng đùng ở đây xẻo duy có nghĩa là tiểu Ngọc nhưng mà chúng ta lên dịch là ngọc cho nó uh, việt hóa hơn uh, còn nếu mà nói là tiểu ngọc thì nó hơi hơi uh, vẫn còn cái mang tính chất là uh, trung quốc thế thì chúng ta dịch thoát nghĩa là ngọc tiểu đây có nghĩa là nói một cách thân thương một cái tên người nào đó một cách thân thương nhẹ nhàng thì người ta dùng chữ xẻo ở đằng trước ở đây chúng ta phân tích từng uh, từ chữ pha sen có nghĩa là phát hiện sư chỉ là bản thân hoặc mình quán truy là uh, đồ chơi pay là bị hoặc là được ti là em trai lung hoai lợn là bị làm hỏng rồi hoặc là làm hỏng rồi chi tứa có nghĩa là tức đến nỗi ở đây chúng ta có thành ngữ của mau san trang có nghĩa là tức đùng đùng uh, hoặc là tức khí đùng đùng hoặc là nổi giận đùng đùng cái cái từ này cũng hay dùng trong các cái khẩu ngữ chúng ta đọc lại một lần nữa này xảo duy pha sen tư chỉ tờ oán truy ti ti lung hoài lợ chi tứa của mau san trăng chúng ta đọc lại này xảo duy phá xen tự chỉ tờ oán truy bây đi đi nung hoài lợ chi tứa hỏa mau san trang. tiếp và, uh, câu uh, ví dụ của cái thành ngữ này chúng ta có một câu như sau xiao mín tờ xào súng oán truy bê xào hoài lợ tứa mau san ở câu này chúng ta dịch là con gấu đồ chơi của dân bị cún con cắn hỏng liền nổi giận đùng đùng ờ, ở đây chúng ta phân tích là Uh, xẻo mến là dân rồi tên dân tên là dân xẻo súng có nghĩa là con gấu nhỏ oán truy là đồ chơi tức là cái cả cái câu này xẻo súng oán truy này có nghĩa là uh, đồ chơi con gấu Quay là bị xáo cẩu là con chó con Yảo hoai lợ có nghĩa là đã cắn nát hoặc cắn hỏng rồi chi tớ là tức đối nổi hoặc là giận đến nỗi mà của Mao San Trang tức đến nỗi mà giận đùng đùng lên đúng không? nổi giận đùng đùng chúng ta đọc lại một lần nữa này xẻo mín tơ xẻo súng oán trụy bây xẻo cẩu yểu hoai lợ chi tứa của mau San Trang chúng ta đọc lại Xiao mến tờ xẻo súng quán truy Bây xiao cầu Yêu hoài lợ Chi tứa Hùa màu, San trăng Tiếp tục Chúng ta có từ mới và cái phần thành ngữ tiếp theo. À, lão siêu chống lụ có nghĩa là chỗ này có nghĩa là giận dữ lão siêu có nghĩa là nà, 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 não cảm thấy à, đầu óc cảm thấy là thực sự là bối rối đây này chống lụ có nghĩa là tức khí giận đùng đùng yeah. lão siêu chống lụ chúng ta vào mẫu câu chúng ta có mẫu câu như sau ta cha y chai là xiao mẹ tờ xoan chơ kai wan xiao rằng ta bu chín lão xiu trấn lụ đeo thấu chiêu trổ câu này chúng ta dịch như sau mọi người cứ xuống vào chưa chọc Uh, tiểu Mỹ khiến cô ấy chịu không nổi. Tức giận quay đầu bỏ đi. Ở uh, đây chúng ta có mẫu câu uh, có cụm từ là gì? Ná sớm mơ, sớm à, uh, choan trợ ná mơ tơ, choan trợ có nghĩa là trêu chọc, súm vào trêu chọc ai đó. Chuan dựa khai hoán xiao có nghĩa là súng mà trêu chọc, hay là cứ trêu chọc, hay là cứ đeo bám, trêu chọc, người ta dùng từ "ná", tờ Chuan dự, khai hoán xiao Ở đây chúng ta có tiếp theo có cái từ teo thấu có nghĩa là quay đầu chiêu chầu là đi bỏ đi liền đi Đấy. rồi chỉn có nghĩa là không chịu nổi lão siêu chướng lu chỗ này có nghĩa là hầm hầm tức giận rồi chúng ta đọc lại một lần nữa này ta cha y trai ná xéo mày tờ choan chúa khai oán xạo 让他不禁老羞成路掉头就走。大家一在拿小美的穿着开玩笑，让他不禁恼羞成怒，掉头就走。 Mẫu câu tiếp theo của chúng ta có mẫu câu như sau. Nỉ ta thống chua pi pay pha sen chinh rán lão siêu sớm lụ tăng trạng bả kháo chuyển sư pô. ở đây chúng ta dịch lý đại đồng gian lận bị phát hiện đã tức giận xé bài thi ngay tại chỗ. Ở đây chúng ta phân tích từng từ. Lý Ta Thúng là tên riêng. Có nghĩa là Lý Đại Đồng. Chua Pi. Chỗ này chúng ta phải dịch là gian lận. Hoặc làm cái gì đó gian lận. Pây Pha Sen là bị phát hiện. Pha Sen là phát hiện. Trình Gián là đã. Hay là chỗ này chúng ta dịch là liền hoặc đã lão siêu sướng lụ có nghĩa là à, giận dữ tăng chẳng có nghĩa là ngay lúc đó ngay gọi là nếu như chúng ta quay phim người ta cũng thể dùng từ tăng chẳng có nghĩa là, là, trực tiếp ngay lúc đó và khảo chuyển có nghĩa là bài thi sư có nghĩa là Xé cái bài thi đó Chúng ta đây chúng ta có mẫu câu Pả cái gì đó Sư Pô có nghĩa là Xé cái gì đó Ví dụ Pả uh, Y trang sử Sư cũng là uh, Xé cái tờ giấy Pả khảo chuyển Sư Pô có nghĩa là Xé cái bài thi Các bạn thân mến Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết Xin uh, thân ái chào tạm biệt các bạn uh... Các bạn hãy like và subscribe để chúng ta được xem các cái video